ASEAN 19, Thái Lan thua trận, tạo thử thách cho tuyển nữ Việt Nam. Thất bại của Thái Lan tạo ra thử thách cụ thể cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Nhật Bản ngày mai ngày 28 tháng 9. Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nữ ASEAN 19 kết thúc với chiến thắng thuộc về Đài Loan, Trung Quốc. Thái Lan xếp nhì bảng với thành tích 3 điểm và chỉ số phụ bằng 0. Theo thể thức của môn bóng đá nữ ASEAN 19, chỉ các đội đầu bảng chắc suất vào vòng tứ kết. Các đội nhì bảng A, B, D và E phải so sánh thành tích với nhau để xác định 3 đội giành quyền đi tiếp. Ở bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam khó cạnh tranh ngôi đầu bảng với Nhật Bản, đội bóng có trình độ vượt trội kể cả khi họ không cử đội hình mạnh nhất tham dự ASEAN 19. Nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đứng nhì bảng. Loạt trận cuối cùng của bảng D sẽ diễn ra sớm nhất trong các bảng còn lại vào ngày mai ngày 28 tháng 9. Khi đó, để chắc suất vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam cần có điểm trước Nhật Bản hoặc không thua với cách biệt quá 2 bàn. Trong trường hợp thất bại với tỷ số cách biệt trên 2 bàn, Phạm Hải Yến và đồng đội phải mong đợi kết quả thuận lợi từ chính bảng D hoặc các bảng còn lại. Nếu Bangladesh đánh bại Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua đến 0-5 vẫn vượt qua vòng bảng. Nếu Bangladesh không thắng Nepal, đội tuyển Việt Nam phải hồi hộp chờ tới các trận đấu muộn. Nếu Bangladesh hòa hoặc thua, đồng nghĩa với vị trí cuối bảng, đội tuyển nữ Việt Nam bị thiệt chỉ số phụ. Chiến thắng 6-1 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước Bangladesh không được tính khi so thành tích với các đội nhì bảng khác. Thua Nhật Bản, chỉ số phụ của đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn thấp hơn V2. Ở bảng A, vị trí nhì bảng chắc chắn thuộc về Trung Quốc hoặc Uzbekistan. Cả hai đội bóng này đều có chỉ số phụ tốt hơn đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, Trung Quốc 16 và Uzbekistan 6. Rất khó để cặp đấu này có cách biệt lớn để kéo chỉ số phụ của đội nhì bảng A xuống thấp hơn tuyển nữ Việt Nam. Cục diện bảng E mang đến nhiều hy vọng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Vị trí nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Philippines và Myanmar. Philippines có thể được tính 1 điểm hoặc 3 điểm với chỉ số phụ thấp nhất là 4. Trong khi đó, nếu Myanmar nhì bảng, họ được tính 3 điểm và chỉ số phụ không thấp hơn 2. Việc đội tuyển nữ Việt Nam có thể đi tiếp hay không phụ thuộc vào kết quả cặp đấu giữa Philippines và Myanmar. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.